thực hiện đề án về phân cấp ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị giai đoạn 2021-2026. Đến nay, việc phân cấp ủy quyền đã được các địa phương triển khai đồng bộ. Trong đó, chủ trương phân cấp cho Ủy ban Nhân dân phường cấp phép sử dụng vỉa hè thực sự đã đi vào cuộc sống, tạo thuận lợi cho người dân. Đây là một cửa hàng kinh doanh trên đường Lê Duẩn, được Ủy ban Nhân dân phường Tân Chính, quận Thanh Khê cấp phép sử dụng tạm vỉa hè ngoài mục đích giao thông. Thay vì phải đến bộ phận một cửa quận, thậm chí là thành phố như trước đây, thì vừa qua chị Thu đã được cấp phép vỉa hè ngay tại phường. Ở phường với cơ sở kinh doanh nó có sự sâu sắc gần, cho nên trong quá trình mà cấp giấy phép hoặc là quá trình xin phép vỉa hè nó rất là thuận lợi cho nhân viên. Trong quá trình trước bây giờ hiện tại bây giờ bên em đến quận hoặc là đến thành phố thì bên em không biết đường khi nào mà mình đến cái điểm nào để làm thủ tục, nhưng khi tới phường á thì em thấy thủ tục lóc rất là nhanh gọn. Cùng với các địa phương khác, hai năm nay phường Tân Chính đã được Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê phân cấp phép sử dụng vỉa hè trên các tuyến đường. Từ đầu năm đến nay, phường Tân Chính đã cấp phép sử dụng vỉa hè tại các tuyến đường cho 46 hộ dân. Như cách đây khoảng cả 5 năm á, thì Ủy ban Nhân dân quận cấp thì cũng giao cho phường đi kiểm tra. Do như vậy về việc kiểm tra nó rất là bất cập. Sau khi Ủy ban Nhân dân quận đã thống nhất thì theo cái quyết định 152 thì giao phân cấp phân quyền cho Ủy ban Nhân dân phường cấp thì nó tạo điều kiện rất thuận lợi cho cán bộ cũng như chiến sĩ mà đang đi làm nhiệm vụ, nhất là tuyến đường trật tự vỉa hè. Thì bởi vì sao chúng tôi phường cấp ra thì chúng tôi sẽ đi kiểm tra được và nói người dân người ta họ chấp hành. Phân cấp quản lý đô thị, trong đó có việc giao cho phường cấp phép vỉa hè là một trong năm lĩnh vực trọng tâm được thành phố đẩy mạnh phân cấp ngay sau khi đề án được triển khai. Việc giao cho chính quyền cơ sở giúp tạo sự chủ động linh hoạt hơn với địa phương khi xử lý các vấn đề phát sinh trong quản lý đô thị, vốn diễn ra thường xuyên và cần được xử lý nhanh. Phường thì nó sát với thực tế hơn và nó sẽ đảm bảo cho công tác quản lý của phường. Nếu mà người dân có nhu cầu thì đăng ký ngay với phường thì phường sẽ kiểm tra khảo sát và có cái quyết định để cho người dân thuê để đảm bảo thuận lợi và kịp thời cho người dân để mà trong công tác các hoạt động phục vụ hoạt động kinh doanh của họ. Từ thực tiễn triển khai cho thấy việc phân cấp phép vỉa hè đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực, đặc biệt khâu trung gian bớt đi đã tạo thuận lợi nhất cho người dân. Cùng với đó, vai trò cũng như tính chủ động linh hoạt của chính quyền cấp phường tăng lên đáng kể.